Chào các bạn đã quay trở lại với Tokyo Camera. Flycam là một môn rất thú vị nhưng mà khá là khó chơi. Là một người mới chơi thì mình nghĩ đây sẽ là một số lưu ý dành cho các bạn để giúp quá trình bay các bạn an toàn hơn rất nhiều. Intro nào. Trước khi bắt đầu hãy chắc chắn rằng bạn đã mở chiếc Flycam của mình đúng cách. Đầu tiên chắc mình sẽ kiểm tra về phần cánh của chiếc Flycam. Đối với những chiếc Flycam dòng Mini như Mini 2 hay Mini 3 Pro, bạn hãy kiểm tra xem phần ốc đã được siết chặt hay chưa. Đối với những dòng cao hơn như chiếc Mavic 3 Classic mình đang có sẵn ở đây, thì các bạn nên kiểm tra xem phần cánh đã được gắn đúng cách chưa này. Và sau đó là phần đinh nó có bị lồi hay không. Nếu cánh của chiếc Flycam đã quá cũ thì hãy thay cho nó một bộ cánh mới nhé. Điều này sẽ đảm bảo cho phần cánh sẽ không xảy ra sự cố cũng như là bung ra trong quá trình bay của chiếc Flycam. Tiếp theo sẽ là về pin. Kiểm tra xem pin của bạn có bị phồng hay không và bạn có dễ dàng thay pin hay không. Nếu pin của bạn phồng rất có khả năng nó sẽ bị bung ra trong quá trình bay và khiến Flycam chúng ta rơi tự do. Hãy nhớ sạc pin đầy đủ cũng như là mang theo đủ số lượng pin cần thiết để không bỏ lỡ một cảnh quay nào nhé. Gimbal cũng là một phần không thể thiếu trong quá trình kiểm tra. Sau khi khởi động Flycam, chú ý không có vật cản nào chặn gimbal cũng như là gimbal có cân bằng mượt mà hay không. Vì gimbal không hoạt động hoàn hảo sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng video của bạn. Lưu ý cùng dành cho các bạn là hãy đợi chiếc Flycam của mình nhận được điểm home point. Và một tip nhỏ là hãy cất cánh lên một chút để nhận điểm home point dễ dàng hơn nhé. Chúc các bạn có những chuyến bay vui vẻ và an toàn. Bye bye.